Thế rồi chúng ta làm một câu được trích trong đề thi vào lớp 10 chuyên hóa của tỉnh Sóc Trăng năm học 2023-2024. Đây là câu 5, câu này được giá 2 điểm. Đề thi mở thang điểm 10, câu này 2 điểm thật cũng là một câu hỏi hay rồi. Người ta cho như thế này. X là hydrocarbon có một liên kết đôi và có công thức dạng là CnH2n. N nguyên dương và n lớn hơn bằng 2. Như vậy mình có này. X này, Y này. CnH2n. N chúng ta lớn hơn hoặc bằng 2. Và một thằng có liên kết 3 CmH2m trừ 2. Bm chúng ta cũng lớn hơn hoặc bằng 2. Người ta cho như thế này. Cho 3,36 lít hỗn hợp X đi qua bình chứa lượng dư brom thì thấy khối lượng bình brom tăng lên 4,8 gram. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn XY thì thu được 30,8 gram CO2. Các khí đo cùng điều kiện tiêu chuẩn, câu A là viết phương trình, câu B là xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của XY. Thì đây chúng ta sẽ cho nó ăn đi. Bởi vì yêu cầu chúng ta là tìm công thức phân tử thì chắc chắn chúng ta phải đi tính mol rồi. Các bạn tính cho thầy những số mol có thể có nào. Tính nhẩm con đi thi chúng ta đi đầy đủ nha. Thầy làm cho nó nhanh, còn đi thi các bạn làm đầy đủ cho thầy. Chúng ta có mol của hỗn hợp XY là bằng x cộng y. Em lấy 3,36 chia cho 22,4 là bằng bao nhiêu? 0,15. 0,15. Thế bây giờ tôi hỏi bạn là mình ở đây mình thấy không? Cái ở bài này này. Đó. Thì người ta cũng là gì cũng là hỗn hợp XY mà người ta cho hai số liệu khác nhau. Theo bạn thì chúng ta sẽ để số liệu nào? Bởi vì sao? Nghe không? Bạn để 3,36 hay là 6,72? 3,36 À, để 3,36 đúng không? Ok, thì dễ thôi mà. Chúng ta để nguyên 3,36. Như vậy, khi mình gọi thì mình nói rõ. Trong 3,36 lít. Hay nói khác ở đây là nó sẽ tương ứng với 0,15 mol. Không, để cho em. 0,15 đây biểu thức một La Mã. Rồi phương trình khi cho ta biết là cả anken và anh kinh thì đều tác dụng với brom, đây này nó tạo thành CnH2n Br2 CmH2m B trừ 2 Br chúng ta là 2 Br4. Đây là phương trình 1, đây là phương trình 2. Đây là x, đây là y. Chuyển. Đây là x, đây là 2y. Ở đây bạn nghe kỹ. Ở đây bạn đọc cho thầy đoạn đầu nó có cho có từ dư hay không? Không có từ dư thì bài này khó, còn có từ dư thì bài này dễ. Brom có dư không em ơi? có dư ạ. Vì brom dư nên khối lượng bình brom tăng là khối lượng của thằng nào? Hai Tăng. thằng đó. Rồi. Vì Br2 dư nên khối lượng bình tăng. Đây bằng khối lượng của x cộng khối lượng của y. Cái kiến gì không em ơi? Dạ không. Của thằng bình brom tăng ở đây đúng không? Cái phần mà tìm cái công thức của anken với anken nhé, hỗn hợp với các bạn xem giúp cho thầy trong phần trái nha, cái phần đó cũng quan trọng lắm. Xem kỹ lại cho thầy đi. Rồi. Như vậy chúng ta sẽ có đó là gì? Và ở đây nó tăng là bằng 4,8 gram. Khối lượng của x là 12n cộng 2n là 14n. 14nx của thằng MI khối lượng mol là 14m trừ 2 nhân y 14m trừ 2y bằng 4,8. Đây biểu thức hai La Mã. Rồi.
Tới đây các bạn hiểu vấn đề chưa? Dạ rồi. Thì bây giờ đoạn sau thì mình xét thôi. Phần ngưng cháy. Ở đây chúng ta sẽ tính được mol mol hỗn hợp. Mol xi bằng bao nhiêu? 0,3 mol không mày. Bây giờ thưa bạn thì cái số mol bây giờ gấp đôi thì bây giờ nó sẽ là mấy x? Phải là 2x và 2y không em ơi? Dạ vâng. Đốt cháy hoàn Chuẩn ạ. toàn thì chúng ta sẽ thu được CO2 và nước. Ở đây oxy dư cũng chả liên quan gì cả, miễn là thằng kia cháy hết là được. Tính cho thầy mol oxy ở đây bao nhiêu mol? Lấy 30,8 chia cho 44. 0,7. 0,7 mol. Rồi. Tiếp theo của bạn đó là gì nhỉ? Tiếp tục này, nghe. Bây giờ chúng ta bảo toàn gì nữa là xong. Bảo toàn gì mày? Bảo toàn C đúng không? 2xn 2 nữa đi. Trong đi n nhân cho 2x là 2 nữa x. M nhân 2y, 2my. Bằng mol CO2 là 0,7. Rồi, các bạn có ý kiến gì chỗ này không ạ? Dạ không. Bây giờ bạn thấy là trong này chúng ta có đang chúng ta có thể dựa vào đây chúng ta giải cho thầy được cái phương trình này không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ đưa ba la mã vào hai la mã được không? Ừ, dạ được. Như vậy khi đó em sẽ tính được y, mà có y thì em sẽ tìm được gì? Tìm được x. Mà khi có y thì em lại thế vào ba la mã để chúng ta tìm m và n đúng không? Bữa trước thầy chỉ bạn là muốn tìm công thức phân tử của hợp chất hữu cơ thì nhiệm vụ của bạn đó là chúng ta tìm mối quan hệ giữa m và n. Sau đó chúng ta căn cứ vào cái khoảng giá trị của m và n. Ở trong trường hợp này người ta cho chúng ta là gì mời. Ở đây chúng ta lưu ý nha, cẩn thận ở chỗ này, không khéo chúng ta sẽ sai. Bạn cho thầy biết là ở đây chúng ta có biết được cái giá trị n tối đa là bao nhiêu không? Vậy m tối đa là bao nhiêu? Người ta cho cái hỗn hợp của chúng ta là thể tích gì em ơi? Thể tích khí đúng không? Như vậy đối với khí thì số carbon như thế nào em ơi? Bé hơn bằng 4 á. Bé hơn bằng 4 đúng rồi. Trong trường hợp này nó không thể lớn hơn bằng 1 được. Lớn hơn bằng 1 được bởi vì hai thằng này lớn hơn bằng 2 rồi. Như vậy chúng ta có điều kiện ràng buộc này, theo để cho nó là chất khí này. Thì m và n này là chắc chắn lớn hơn bằng 2 và nhỏ hơn hoặc bằng 4. Đây là điều kiện để chúng ta ít nghiệm lại. Các bạn hiểu vấn đề chưa? Dạ hiểu ạ. Hiểu ạ. Theo thầy thì một á, là bạn để nguyên đi bằng giải luôn, còn không thì chúng ta sẽ thế đi. Theo thầy thì chúng ta thế đi ha. Chúng ta thế 3. Theo thầy trước khi thế thì chúng ta đừng đặt đây 3 vội. Chúng ta biến đổi cho nó còn nx ny thôi. Cho đây chúng ta có nx cộng my. Chúng ta lấy 0,7 chia 2 là 0,35. Đây là 3 la mã. Thế 3 vào. Thế 3 vào 2. Chúng ta suy ra 14, chúng ta nhân từ số chung. Nx cộng my trừ 2 bằng 4,8. Thế đem giải tìm y. Nhờ 0,05. Bao nhiêu em ơi? 0,05. Rồi. Cho nó dựa vào một la mã. Em sẽ ra x bằng 0,1. 0,1 0,15 trừ 0,05.
Rồi cây kiểu gì không em ơi? Khi đó ba la mã chúng ta sẽ tương đương với, ba la mã chúng ta sẽ tương đương với là 10, đó là 01x 01n cộng cho 0,05m mà bằng 0,35. Ở đây em để ý thấy là cả ba số này đều chia hết cho 0,05 nhé. Thì đây nó có 2n cộng m bằng 7 đúng không em? Đúng chưa? Vì chúng ta thấy này, vì cái n chúng ta là 2, còn m chúng ta đứng trước nó là 1, như vậy cái m chúng ta bé hơn n. Do đó m nó sẽ theo n, nhỏ theo lớn. Được không ạ? Sau đây em có bảng giá trị. Đó là n, m. Và chúng ta lưu ý là chúng ta chỉ xét có 3 giá trị thôi. 2 và 4 thôi. Và dưới này là kết luận. Bạn tính cho thầy đây. Nếu bằng 2 thì thằng này m sẽ bằng 3 đúng không em? Vâng ạ. Trường hợp này nhận. Nếu bằng 3 thì thằng này bằng 1 loại. Nếu bằng 4 thì thằng này sẽ bằng trừ 1 loại luôn. Cái kiến gì em ơi? Dạ không. Dạ không. Như vậy x là C2H4, y là C3H4, CMH2M trừ 2, 2 nhân 3 là 6 trừ 2 bằng 4. Cái kiến gì chỗ này không ạ? Cái kiến gì chỗ này không ạ? Dạ không. Rồi xong rồi này. Chưa cần chúng ta là công thức cấu tạo nữa là xong. Ngân hiểu không con ơi? Dạ mấy em chưa học hữu cơ tới cái chỗ này là hơi ấy chứ. Em xem lần ngay cho thầy bài toán hỗn hợp Anken và Ankin nhé. Phần ứng cháy á, nhiều lắm, trong đó thầy làm nhiều lắm. Phần cháy với brom nhiều lắm em nhé. Ở đây người ta kêu nó có liên kết Dạ. ba thì chỉ xét này thôi, chúng ta đọc đề lại này chứ không chúng ta xét nhiều trường hợp nó loãng đi. Ở đây người ta cho thằng này có một liên kết ba, còn thằng này một liên kết đôi, tức là người ta cho chúng ta kiểu này để chúng ta viết công thức cấu tạo chỉ có một thôi, còn nếu không thì bài này nhiều lắm. Rồi. Có ý kiến gì về câu hỏi này hay không? Dạ không. Được không em, có hiểu không Hồng ơi? Có. Đó. Quan điểm của mình đó là khi chúng ta làm bất kỳ cái gì đó, chúng ta học sơ lý thuyết thôi. Chúng ta muốn đi thi học sinh giỏi thì chúng ta làm để học sinh giỏi. Còn cái phần vô cơ thì mình đi khá là kỹ. Cái phần này để các bạn hiểu chắc, phần này các bạn xem lại cho thầy cái bài giảng số mấy ta, số 5 Anken Anking mà nó có hỗn hợp, đó là nó đúng. Em xem cái bài giảng số 6 em nha, Anking nha. Cái toán hỗn hợp Anken và Anking tác dụng với phản ứng cháy và Anken Anking tác dụng với brom kèm phản ứng cháy thì em sẽ hiểu nó rõ hơn nữa. Còn tới đây thầy lấy một cái câu để thi vào lớp 10 chuyên hóa cho bạn hiểu luôn, hiểu rõ luôn.